Số 7 trong duy ngôn Phật thuyết pháp tập kinh hãy dịch đời nguyên ngụy tâm tại Bồ Đề Lô Di quyển 1. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Bà Già Bà an tọa trên đài dự bảo nơi lầu gác thù thắng, thu pháp giới sai biệt trong hư không giới. Những nơi đó đều thanh tịnh đẹp đẽ, cho phước trí trang nghiêm như ý của Phật hóa hiện, vượt ngoài sự tính toán suy lượng ví dụ của pháp hữu vi trong ba cõi, giây phước báo của chư Phật Như Lai hóa hiện. Cùng 1.250 vị tỳ kheo như vị chứng đức A-la-hán đạt bốn vô ngại giải thoát, các đại bồ tát, những người thanh tịnh đạt cảnh giới của tam muội thường vô thường, quán hành xứ của trí nhất thiết trí, đạt pháp giới giải thoát vô trung vô biên, đầy đủ các hạnh nguyện, sức tự tại của bồ tát trang nghiêm bằng 10 công đức cùng tận, đủ tất cả tam muội đà la ni của bồ tát, bốn trí vô ngại và tám bộ chúng trời rồng và xoa cả tất bà khả nó la atula kalola ma hồ la già oai đức rộng lớn, các vị thiên chủ tất trời hoàng dân phạm thiên tứ thiên vương cùng trong ngàn quyến thuộc. Khi ấy Phật thuyết kinh nhập nhất thiết tu hành thứ đệ pháp môn, tức là thâm nhập thứ tự của pháp môn tu hành. Đó là người thấy các bậc hiền thánh phát lòng tin, đạt lòng tin thì thành tựu ý nguyện. Người đạt pháp thiện như ý thì thành tựu tâm bất đoạn. Người đạt tâm bất đoạn thì thành tựu tâm nghĩa. Người đạt tâm nghĩa thì thành tựu tâm tăng thượng. Người bố thí ba la mật thì được giàu có. Người tu giới ba la mật thì thành tựu quả báo nơi cõi trời người. Người tu nhẫn nhục ba la mật thì được mọi sự thanh tịnh. Người tu tinh tấn ba la mật thì được tất cả pháp Phật. Người tu thiện ba la mật thì điều phục được tâm. Người tu trí ba la mật thì vượt khỏi thế gian. Người tu phương tiện ba la mật thì được phương tiện vô ngại. Người tu nguyện ba la mật thì được mọi sự như ý. Người tu lực ba la mật thì không gì có thể hủy hoại. Người tu trí ba la mật thì làm nơi nương tựa cho thế gian. Người xuất gia là mong thành tựu thánh đạo. Mặc áo hoài sắc là xa lìa mọi việc thế gian. Khất thực là để trừ bỏ tâm kiêu mạn, sống nơi vắng lặng thì được vô ý. Nhập định thì thành tựu vô lượng thần thông. Nghe pháp thực hành thì được bốn vô ngại. Tu niệm phương tiện thì thành tựu đà la ni. Tu ý phương tiện thì được pháp trí sai biệt. Tu hành kiên cố thì được ở trong đại chúng không lo sợ. Tu thích giảng thuyết phương tiện thì nói năng không nhầm. Tu ấm phương tiện thì được trí sai biệt. Tu giới phương tiện thì được trí sai biệt vi tế. Tu nhập phương tiện thì trong ngoài tâm không mê hoặc. Tu đế phương tiện thì không chướng ngại chúng sinh. Tu niệm xứ phương tiện thì thuận theo mọi ý Phật. Tu chỉ phương tiện thì được tâm tịch tỉnh. Tu quán phương tiện thì được phục được tâm. Tu tâm không cao ngạo thì thành tựu hoàn toàn nhất thiết trí. Tu tâm không kiêu mạn thì đạt được kính tính. Tu không đối chúng sinh thì được mọi người tin. Tu trí kiên cố thì đủ các hành trợ người. Thực hành pháp thì đầy đủ các pháp của thiện tri thức. Tự suy xét thì tự nhiên giác ngộ, hàng phục tâm thì được thật nghĩa của pháp phương, không tiếc thân mạng để tu tập thì được thân Phật, tâm luôn kính tam bảo thì được trí lực vô ngại, thực hành phương tiện thiện xảo thì được trí lực nghiệp báo, không hủy phạm trí người thì được trí lực hiểu các căn lợi độ, tu trí hiểu rõ nhân duyên vi thế thì được trí lực hiểu các loại, dựa theo tam bảo giáo hóa chúng sinh thì được trí lực tính dục. Dù ở đâu cũng không mất uy nghi, bình đẳng thuyết pháp cho chúng sinh thì được trí lực truyền đạo khắp mọi nơi. Giáo hóa chúng sinh, tu thiền thì được trí lực tam muội, tam ma bạc đề, biết rõ nhơ sạch, thực hành chánh đạo và giảng thuyết cho chúng sinh tà kiến thì được trí lực thiên nhãn, làm cho chúng sinh được chánh niệm thì được trí lực túc mạng. Chúng sinh được pháp bạch tịnh thì được trí lực lậu tận, nghe hiểu giáo pháp, chỉ dạy chúng sinh thì ở trong chúng có ai đức không lo sợ. Lúc Phật thuyết giảng kinh nhập nhất thiết tu hành tứ đệ pháp môn này, trong đại chúng có hai vị Bồ Tát tên Vô Sở Pháp và Phấn Tấn Tuệ, cùng quyến thuộc ngồi trên lầu báu khác. Hai vị tự nghĩ, chúng ta nên thuyết pháp rộng lớn cho các đại Bồ Tát. Sau đó Bồ Tát Phấn Tấn Tuệ hỏi đại Bồ Tát Vô Sở Pháp: Thiện nam, làm sao các đại Bồ Tát biết được sự ra đời, thân chân thật, nhân duyên thành tựu quả Phật, sự thường trụ đích thực, sự nhập niết bàn, các hạnh của chư Phật Như Lai ứng cúng chánh bí tri? Làm sao các đại Bồ Tát biết được pháp thí dụ tương ưng có bao nhiêu đức Phật chư Phật?
Như Lai dựa ngôn nơi ngôn từ để thuyết pháp, nghĩa không, sự đồng lặng của đối pháp, giảng thuyết tánh không, thật nghĩa của pháp sư. Ví dụ tương ưng của pháp sư, pháp bất cộng trú, sự ứng hóa, quả báo thắng diệu do căn lành. Thiện Nam, làm sao các đại Bồ Tát biết do căn lành vô lậu đạt được quả báo thù thắng? Bây giờ Bồ Tát Vô Sở Phát đáp lời Bồ Tát Phấn Tấn Tuệ rằng: Thiện Nam, ông thật khéo nêu hỏi những pháp thâm diệu này. Thiện Nam, đây pháp môn tập hợp các pháp rất quảng đại thù thắng. Thiện Nam, ông hãy lắng nghe, tôi sẽ nương nơi thần lực của Phật mà thuyết giảng thế nào là pháp môn tập hợp các pháp quảng đại. Thiện Nam, Bồ Tát thâu nhập 10 pháp hành thì biết được sự ra đời của Như Lai, ứng cúng chí mít tri. 10 pháp ấy là gì? Đó là: một, do sa địa tâm phân biệt nên sinh ra; hai, chứa hết thảy thân tâm thân của tâm ý ý thức nên được tịch tỉnh; ba, vì tất cả sự sinh diệt mà thể hiện sinh diệt; bốn, theo hành quá khứ mà thực hành quả báo; năm, đạt chỗ vô chướng ngại để các tập nghiệp trong pháp giới mà tạo nghiệp; sáu, nhờ đạt 10 đại nguyện lên trên nên đầy đủ sự trang nghiêm trong trăm vạn a tăng kỳ kiếp; bảy, được sự gia hộ của chư Phật, Như Lai đã nói là chư Phật gia hộ; tám, vì họ giáo hóa tất cả chúng sinh có căn lành nên tạo các nghiệp; chính, do sức từ bi mà tạo phương tiện giáo hóa chúng sinh, luôn hộ trì cổ động tâm tánh chúng sinh có căn lành nên được tâm sâu xa; mười, tùy tâm hạnh sai khác của chúng sinh nên hiện các loại thân. Thì nam đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết được sự hiện sinh của Như Lai, ứng cúng chế biết tri. Lại nữa, thì nam Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được chân thân chân thật của Như Lai. 10 pháp ấy là gì? Đó là: một, lấy chân thật làm thể vì nó thanh tịnh không dơ; hai, lấy pháp giới làm thể vì không sai biệt; ba, lấy thực tế làm thể vì nó là cùng khắp; bốn, lấy không vô tướng vô nguyện làm thể vì chân thật tịch tịnh; năm, lấy huyền hóa sâu nắng tiếng vang trăng trong nước thành ảo vòng lỗ quay làm thể vì theo nhân duyên huyền hóa mà có; sáu, lấy bất sinh diệt làm thể vì không có vật thật; bảy, lấy tự tánh của các pháp làm thể vì tự tánh trong suốt; tám, quá khứ không đến vì không gián đoạn; chín, vị lai không đi vì không hình dáng; 10. Hiện tại không dừng vì quá khứ vị lai không có. Thì nam đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết thân chân thật của chư Như Lai, ứng cúng chư biết truyền. Lại nữa, thì nam Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được nhân duyên vì ta mà thành đạo của Như Lai. 10 pháp ấy là gì? Đó là: một, do chủng tử không phóng dật nên thành tựu quả nơi pháp thiện; hai, do có trí tuệ phương tiện nên không lỗi lầm; ba, nhờ đầy đủ giới ba la mật nên đi đứng tự tại; bốn, vì mạng căn bằng tâm bồ đề nên không chết; năm, dùng chỉ quán làm tay nên tạo nghiệp tốt đẹp; sáu, tin nghiệp quả làm mất nên được trí tuệ hiện tiền; bảy, do tu hành thành tựu tất cả ba la mật nên ở nơi vô thượng; tám, nhờ hành bốn nhiếp pháp nên tu tập kiên cố; chín, nhờ tu không tuệ nên không phân biệt; mười, do tu hành không mỏi mệt, không lo sợ nên không bỏ chúng sinh mà làm tất cả sự việc. Thiện Nam, đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết được nhân duyên vị ta mà thành đạo của chư Phật Như Lai, ứng cúng chế biến tri. Lại nữa, Thiện Nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được những sự thường trụ chân thật của chư Phật Như Lai, ứng cúng chế biến tri. 10 pháp ấy là gì? Đó là: một, vì không còn lỗi sân hận nên không nắm giữ ngã sợ; hai, thường là chỗ dựa cho chúng sinh làm pháp lành nên giống như lương y; ba, do đầy đủ nguyện thiện của quá khứ nên đạt sự không lui sụp; bốn, do từ bi với chúng sinh nên khéo tạo nghiệp; năm, vì lòng vị tha nên đem lại lợi ích cho chúng sinh; sáu, quên lợi ích của mình nên chịu khổ thay cho chúng sinh; bảy, không có tâm phân biệt nên xem tướng niết bàn thế gian giống nhau; tám, làm việc không mỏi mệt, không mệt mỏi nên thành tựu mọi sự; chín, không còn tâm mong cầu nên không có thân xương thịt; mười, không có tướng chướng ngại nên thể hiện niết bàn khắp mọi nơi. Thì nam đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết được sự thường trụ chân thật của chư Phật Như Lai, ứng cúng chư biết tri.
Lại nữa, Thiện Nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được sự nhập diệt của chư Phật Như Lai ứng cúng chỉ biến trì. 10 pháp ấy là gì? Đó là: một, xa lìa hết phiền não chướng sở tri chướng; hai, biết được ngã không pháp không, tất cả đều vô ngã; ba, được pháp thân do chuyển ý sinh; bốn, đối với tất cả chúng sinh là mọi Phật sự tự nhiên không dừng dứt, đầy đủ trí tuệ; năm, được tất cả pháp thân không sai biệt của chư Phật; sáu, không còn hai tâm thế gian, niết bàn; bảy, làm thanh tịnh các pháp căn bản; tám, được trí bất sinh diệt cho tu các pháp; chín, được trí thần thái bình đẳng do các pháp chân thật; mười, được trí bình đẳng về tánh của các pháp và tánh niết bàn. Thiện Nam, đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết được sự nhập diệt của chư Phật Như Lai ứng cúng chánh biến trì. Lại nữa, Thiện Nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được chư đất đại niết bàn của chư Phật Như Lai ứng cúng chánh biến trì. 10 pháp ấy là gì? Đó là: một, tất cả phiền não đều do nhân mong cầu mà có; chư Phật không mong cầu nên xa lìa phiền não; do xa lìa phiền não nên chứng đắc niết bàn. 2. Vì không mong cầu nên nói Như Lai không giữ một pháp nào; không nắm giữ là không đi, không ở; vì không nắm giữ nên chứng đắc niết bàn. 3. Vì sao Như Lai không đi mà và không trụ? Vì bỏ hai pháp đó nên pháp thân không hoại diệt; vì không hoại diệt nên chứng đắc niết bàn. 4. Vì sao Như Lai không sinh diệt? Vì không thể nêu bày về chư Phật Như Lai; vì không nêu bày được nên nói Như Lai chứng đắc niết bàn. 5. Không có ngã chúng sinh, tất cả chỉ là pháp sinh diệt, không có pháp để nương tựa nên chứng đắc niết bàn. 6. Tất cả các phiền não, tùy phiền não đều là khách trần, pháp tánh thì tịch tỉnh không đến đi. Vì vậy pháp tánh chẳng phải khách, chẳng phải chủ, pháp tánh bình đẳng nên Như Lai chứng đắc niết bàn. Số 7. Lấy chân như làm thật thể, nếu không phải giúp chân như thì đều là hư vọng. Thật thể là chân như, chân như là Như Lai, nên Như Lai mới gọi là chứng đắc niết bàn. 8. Thực tế thì không hí luận, các pháp khác đều là hí luận, chư Phật Như Lai đạt được thực tế rốt ráo nên Như Lai mới gọi là chứng đắc niết bàn. 9. Không sinh là thật, pháp sinh diệt khác là lời điên đảo hư vọng dối gạt, Đức Phật không nói lời giả dối, từ bỏ hư vọng, lấy chân thật làm thể nên Như Lai mới gọi là chứng đắc niết bàn. 10. Không có pháp thật nào có thể làm hay không làm, Như Lai là pháp thân chân thật, thân là vô vi nên Như Lai mới gọi là chứng đắc niết bàn. Thiện Nam, đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết được sự chứng đắc đại bát niết bàn của chư Phật Như Lai ứng cúng chỉ biến trì. Lại nữa, Thiện Nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được sự nhập diệt của chư Phật Như Lai. 10 pháp ấy là gì? Đó là: một, bố thí, và quả báo của bố thí không có ngã, ngã sở. Như Lai khi biết bố thí và quả báo của bố thí nên sẽ liền tập phân biệt điên đạo, do đó Như Lai mới gọi là chứng đắc niết bàn. 2. Trì giới, và quả báo của trì giới không có ngã, ngã sở. Như Lai khi biết trì giới và quả báo của trì giới nên sẽ liền tâm phân biệt điên đạo, do đó Như Lai mới gọi là chứng đắc niết bàn. 3. Nhẫn nhục, và quả báo của nhẫn nhục không có ngã, ngã sở. Như Lai khi biết nhẫn nhục và quả báo của nhẫn nhục nên xa lìa tâm phân biệt điên đạo, do đó Như Lai mới gọi là chứng đắc niết bàn. 4. Tinh tấn, và quả báo của tinh tấn không có ngã, ngã sở. Như Lai khi biết tinh tấn và quả báo của tinh tấn đã xa lìa tâm phân biệt điên đạo, do đó Như Lai mới gọi là chứng đắc niết bàn. 5. Thiền định, và quả báo của thiền định không có ngã, ngã sở. Như Lai khi biết thiền định và quả báo của thiền định nên xa lìa tâm phân biệt điên đảo, do đó Như Lai mới gọi là chứng đắc niết bàn. 6. Trí tuệ, và quả báo của trí tuệ không có ngã, ngã sở. Như Lai khéo biết trí tuệ và quả báo của trí tuệ nên xa lìa tâm phân biệt điên đảo, do đó Như Lai mới gọi là chứng đắc niết bàn. 7. Tất cả chúng sinh không phải là chúng sinh, tất cả các pháp đều không có ngã. Như Lai xa lìa tất cả các tướng điên đảo và xa lìa tất cả pháp tướng điên đảo, nên Như Lai gọi mới gọi là chứng đắc niết bàn. 8. Có ngã tướng thì có mong cầu, có mong cầu thì có phiền não nhiễm ô. Bỏ ngã tướng thì không mong cầu, không mong cầu thì không phiền não nhiễm ô. Vì xa lìa phiền não nhiễm ô nên Như Lai mới gọi là
cho đến Niết Bàn. Chính pháp hữu vi thì suy thường lường được, pháp vô vi thì không thể suy lường. Như Lai đã xử lý pháp hữu vi vô vi, chỉ có pháp thân vô vi không thể hạn lượng, nên Như Lai mới gọi là chứng đắc Niết Bàn. 10. Nếu rời bỏ sự rỗng lặng, thì Như Lai không thấy chúng sinh và pháp. Sự rỗng lặng tức là pháp, pháp tức là pháp thân tức là Như Lai, nên Như Lai mới gọi là chứng đắc Niết Bàn. Thì nên đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết được sự đại bác Niết Bàn của chư Phật Như Lai ứng cúng chỉ biến trì. Lại nữa thì Nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được các hành của chư Phật Như Lai ứng cúng chỉ biến trì. 10 pháp ấy là gì? Đó là 1. Giữ gìn pháp là giữ gìn pháp thiện thanh tịnh. 2. Giữ gìn chúng sinh là giữ gìn đầy đủ ý nguyện. 3. Không có hai tướng tự loại lời ta vì cùng hành sự. 4. Như Ngọc Quan Này không có phân biệt gì không phân biệt, pháp giới thanh tịnh nên được an ổn. 5. Chấm dứt mọi sự ràng buộc đau khổ đã được nơi không sợ hãi. 6. Vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não oan gia nên ở trong đại chúng luôn có ai đức không hề sợ sợ. Số 7. Không nghi ngờ chánh pháp nên hàng phục được chướng ma. Số 8. Đạt tâm bình đẳng với chúng sinh nên hiện vô số trăm ngàn vạn ức hóa thân. Số 9. Đầy đủ thần thông thanh tịnh nên khéo léo thể hiện các hình sắc. Số 10. Không diệt ăn ngại là vì được hoàn toàn thanh tịnh như hư không. Thì nếu đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết được hạnh của chư Phật Như Lai ứng cúng chỉ biến trì. Lại nữa thì Nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được các hạnh của chư Phật Như Lai ứng cúng chỉ biến trì. 10 pháp ấy là gì? Đó là 1. Như Lai không nghĩ các pháp thế gian có nhiều tội lỗi, Niết Bàn tịch tỉnh thì vô lượng công đức. Như Lai đạt tâm bình đẳng về thế gian và Niết Bàn, không trụ ở thế gian và Niết Bàn vì luôn là lợi cho chúng sinh. 2. Thiện Nam, Như Lai không nghĩ ta có thể giáo hóa chúng sinh với trí tuệ điên đảo, đầy dẫy phiền não, tùy phiền não nhiễm ô. Như Lai nương hạ nguyện từ quá khứ, tùy theo căn tánh tính tâm của chúng sinh, không phân biệt các hành, nên tự nhiên thành tựu. Thiện Nam, Như Lai không nghĩ ta giảng thuyết, ta đã giảng thuyết về Tu Đà La như thế, Kỳ Dạ như thế, Hòa Dạ La Ma Na như thế, Dạ Đà như thế, U Đà Na như thế, Ni Đà Na như thế, Y Đế Việt Đa Dạ như thế, Sa Đà Dạ như thế, Tỳ Phật Lực như thế. Thì Na Như Lai không nghĩ ta đã thuyết giảng A Phù Đà Đạt Ma. Như Lai không phân biệt chúng sinh tùy theo pháp được nghe nên thành tựu. 4. Thì Nam, Như Lai không nghĩ ta vào thành ấp xóm làng, đất nước lớn nhỏ khất thực. Ta đến những nơi của dòng họ Sát Lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, Quốc Vương, Phương Tử, Đại Thần, Muôn Dân. Như Lai lấy trí tuệ làm gốc, đây là nghiệp về thân, khẩu, ý, tự nhiên thành tựu. Số 5. Thì Nam, Như Lai không có đói khát, đại tiểu tiện, thân không bệnh khổ, ốm đau. Nhưng vì chúng sinh nên thể hiện khất thực, chúng sinh lại cho rằng Như Lai ăn. Kỳ thật Như Lai không ăn, thể hiện việc giáo hóa chúng sinh, nhưng không phân biệt, không tự nhiên thành tựu. Số 6. Thì Nam, Như Lai không nghĩ chúng sinh này có căn tánh thượng tôn hạ. Ta tùy thuận những chúng sinh ấy mà thuyết pháp có thượng tôn hạ. Vì không có tâm phân biệt nên thuyết pháp tự nhiên thành tựu, không thêm bớt, tùy sự lãnh thọ của chúng sinh. Số 7. Thì Nam, Như Lai không nghĩ ta sẽ không giáo hóa các chúng sinh không cúng dường, cung kính và nhục ta. Ta sẽ giáo hóa chúng sinh cúng dường, cung kính, tán thán, cung phụng ta. Vì ta mùi thanh tịnh và lòng từ bi che chở chúng sinh, nên tự nhiên trụ trong pháp bình đẳng. Thì Nam, Như Lai không có tâm cao thấp, kiêu mạn ái tham, hận tùy tham, chấp trước chướng ngại, tán loạn phiền não, sân si tùy sân tùy si. Như Lai tự tịch tỉnh nơi cảnh giới, trụ trong cảnh giới. Trụ trong cảnh giới được khen là tịch tỉnh. Thì Nam, không có một pháp nào mà Như Lai không biết, không hiểu, không giác ngộ. Biết hết tất cả các cảnh giới hiện tiền, Như Lai thấy mọi việc đó, chúng sinh tạo nghiệp nên tự nhiên thành tựu. Số 10. Thì Nam,
Thế chúng sinh tu hành thành tựu Như Lai không vui và cũng chẳng buồn khi chúng sinh không tha tu hành. Như Lai biết chúng sinh tu hành chân chánh không làm chướng ngại tâm đại bi hiện tiền. Chúng sinh tu hành tà hạnh cũng không làm chướng ngại tâm đại bi hiện tiền. Thiện năng đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết được các hạnh của Như Lai ứng cúng chỉ biết tri. Lại nữa, thiện nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được ví dụ tương ưng của chư Phật Như Lai ứng cúng chánh biến tri. 10 pháp ấy là gì? Một, thiện nam, ví như mặt trời mọc thì đối với chúng sinh bậc thượng trung hạ, tin không tin, cung kính không cung kính, nó đều mọc lên và chiếu sáng một cách bình đẳng. Như Đức Như Lai ứng cúng chỉ biến tri cũng vậy. Đối với chúng sinh bậc thượng trung hạ, tin không tin, cung kính không cung kính, Ngài vẫn bình đẳng xuất hiện, dùng ánh sáng trí tuệ bình đẳng chiếu soi. Số 2, thiện nam, ví như hư không, không chướng ngại nơi chúng sinh. Hư không chỉ chướng ngại do mây khói sương mù. Chư Phật Như Lai cũng vậy, không chướng ngại nơi chúng sinh. Chúng sinh do bị hết trần phiền não, mây mù ngại kiến giải lấp nên không thấy Như Lai, không được hưởng công đức của Như Lai. Số 3, thiện nam, ví như cây tuy có tánh nóng, nhưng vì không có nhân duyên nên không thể hiện tác dụng. Chư Phật Như Lai cũng vậy, tuy có vô số thần lực tự tại, nhưng vì chúng sinh không có các duyên tinh tấn tính nên chư Phật không xuất hiện ở đời, không làm việc Phật. Số 4, thiện nam, ví như đem các thuốc màu đựng trong một bình để nhuộm các loại áo, thì tùy màu nhuộm mà có những cái áo khác màu, nhưng những màu sắc ấy không có tâm phân biệt gì khác. Chư Phật Như Lai cũng vậy, trang nghiêm bằng các công đức lành, tùy theo lòng tin của chúng sinh mà phân tập khác nhau. Thấy chư Phật Như Lai thọ ứng công đức khác nhau, nhưng chư Phật Như Lai không có ý tưởng sai khác. Số 5, thiện nam, ví như nước sông đã tràn đầy, dù người khen hay chê đã vẫn chảy xuôi dòng, không bao giờ chảy ngược dòng. Chư Phật Như Lai cũng vậy, dù người khen hay ưu và tắc, ưu và di hành pháp trí tuệ, không bao giờ có tâm kiêu mạn. Số 6, thiện nam, ví như cây mía, dù có người có chặt hay không thì vị ngọt của nó không mất. Chư Phật Như Lai cũng vậy, dù người gần gũi cung kính cúng dường hay không thì hoàn toàn không mất vị giải thoát. Số 7, thiện nam, ví như cánh tánh của đất là yên định, không phân biệt chúng sinh. Nếu người muốn có trái cây ăn thì trồng trọt, tùy thời chăm sóc, nhổ cỏ, lúc nào đó sẽ được trái cây ăn. Nếu không trồng trọt nhổ cỏ thì không bao giờ có trái. Chư Phật Như Lai cũng vậy, thường trụ tịch tỉnh như đất, không phân biệt chúng sinh. Nếu chúng sinh nào mong cầu công đức của Phật thì phát lòng tin cung kính cúng dường sẽ thành tựu công đức. Nếu không phát lòng tin cung kính cúng dường thì không được trái công đức. Số 8, ví như người có chê hương trên đàn, lông não vân vân, sau lại hoa thân thì hương trên đàn, lông não hoàn toàn không bị té mà bốc mùi thơm. Chư Phật Như Lai cũng vậy, dù người mà nhục chê trách, rồi lại gần gũi cung kính cúng dường, tu hành đúng pháp, thì Như Lai luôn ban bố đầy đủ công đức cho chúng sinh. Số 9, ví như cây cầu, con đường, dù là chúng sinh bậc thường trung hạ qua lại thì nó vẫn bình đẳng ở yên, đều đi đến sự an lạc, đi lại không chướng ngại. Chư Phật Như Lai cũng vậy, dù là chúng sinh bậc thường trung hạ tu hành thì Ngài vẫn an trụ bình đẳng, không cao thấp, đều đi đến sự an lạc, tu hành không chướng ngại. 10, thiện nam, ví như trên núi tuyết các bạn có cây thuốc hay tên thiện kiến, ai thấy được cây này sẽ trừ hết mọi bệnh khổ. Chư Phật Như Lai cũng vậy, chúng sinh được gặp Phật sẽ trừ hết mọi bệnh khổ phiền não. Thiện nam, đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết được ví dụ tương ứng của chư Phật Như Lai ứng cúng chỉ biến tri. Lại nữa, thiện nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được chư Phật 10 pháp ấy là gì? Đó là tập Phật, quả báo Phật, tai mùi Phật, nguyện Phật, tâm Phật, chân thật nơi Phật, sự tương đồng của Phật, sự hóa hiện của Phật, cúng dường Phật, hình tượng Phật của Phật. Thiện nam, thế nào là tập khí của Phật? Tập khí của Phật là quả báo được thành tựu từ các ba la mật, nên nơi các ba la mật mà sinh, đó gọi là tập khí của Phật. Thiện nam, thế nào là quả báo của Phật? Quả báo của Phật là tập khí mà sinh ra quả báo Phật, từ quả báo thành tựu
báo thân của Phật, y thế chúng sinh và trụ, nên vào pháp lực mà trì, đó là gọi là quả báo Phật. Thì nên thế nào là tam muội Phật? Tam muội Phật là tùy theo Như Lai nhập tam muội gì, thì nhờ sức của tam muội đó mà không có tâm khác hóa hiện trong ngàn vạn Phật, nhờ sức giữ gìn của tam muội mà thể hiện mọi việc, đó gọi là tam muội Phật. Thì nên thế nào là nguyện Phật? Nguyện Phật là vì là các vị Bồ Tát phát nguyện như vậy, thì đủ loại sắc thân, dùng đủ nhân duyên, giáo pháp để độ chúng sinh. Có bao nhiêu loại chúng sinh thì tiện bấy nhiêu hình sắc, tướng mạo oai nghi qua lại. Nếu chúng sinh thích thân Phật, thì thể hiện thân Phật đạo hóa độ, đó gọi là nguyện Phật. Thì nên thế nào là tâm Phật? Tâm Phật là các vị Bồ Tát được tâm tự tại, từ tâm tự tại thành tựu các pháp. Với chúng sinh thích thân Phật, Bồ Tát hóa hiện thân Phật để mà giáo hóa, tức nơi tâm tự tại, chứ là thành tựu thân Phật. Đó gọi là tâm Phật. Lại nữa, này thì nam, có ý nghĩa khác nữa. Chúng sinh nào tự tâm thanh tịnh thì biết tin Phật, đó gọi là tâm Phật. Thì nên thế nào là sự chân thật nơi Phật? Sự chân thật nơi Phật là trừ bỏ vô số phiền não nhiễm ô, không còn trần cấu, luôn được thanh tịnh, thành tựu tốt đáng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại trượng phu, biểu hiện sức thân phi diệu của Phật, đó gọi là sự chân thật của Phật. Thì anh em thế nào là sự tương đồng của Phật? Sự tương đồng của Phật là cùng nghiệp lực tỏ dụng ăn uống đi đứng tới lui oai nghi tiến dần như chúng sinh, đó gọi là sự tương đồng của Phật. Thì anh em thế nào là sự hóa hiện nơi Phật? Sự hóa hiện nơi Phật là chư Phật Như Lai và các Bồ Tát thể hiện mọi sắc thân tam muội thành tựu tự tại đại từ bi, hóa hiện sắc thân Phật để độ chúng sinh, đó gọi là sự hóa hiện nơi Phật. Thì là thế nào là cúng dường Phật? Cúng dường Phật là người tôn trọng cúng dường cung phụng thầy, hòa thượng như Phật, Thế Tôn học pháp nơi thầy, hòa thượng để thành tựu đầy đủ pháp Phật, đó gọi là cúng dường Phật. Thì nên thế nào là hình tượng Phật? Hình tượng Phật là có người, như cái khác tạo tượng Phật, hoặc tự mình tạo, rồi cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán lễ lại, gần gũi thì nhờ đó thành tựu đầy đủ pháp Phật, đó gọi là hình tượng Phật. Thì nên đó gọi là Đại Bồ Tát thâu nhập 10 pháp hành, có thể biết được thứ 10 thứ của Phật. Lại nữa thì nên Đại Bồ Tát thâu nhập 10 pháp hành, thì biết được chư Phật như là ứng cúng như biến trì, chỉ nương vào ngôn từ để thuyết pháp. 10 pháp ấy là gì? Tức là nói về ấm, chỉ là ngôn từ, nói về giới, về nhập, về chúng sinh, về nghiệp, về sinh, về chết, về sự chết rồi lại sinh ra. Nói về niết bàn là do sẽ lãnh những việc ấy mà được, cũng chỉ là ngôn từ. Thì nam vì sao nói ấm chỉ là ngôn từ? Thì nam trong định nhất nghĩa không có sắc ấm. Nếu trong định nhất nghĩa có sắc ấm thì khi bỏ sắc ấm ấy sẽ là đoạn diệt, bỏ pháp ấy sẽ là giải thoát. Như vậy thì trong đề nhất nghĩa có nơi để sắc ấm và giải thoát đi lại, nhưng thật nghĩa không như thế. Cho nên nói sắc ấm chỉ là ngôn từ. Thì nam thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thì nam trong đề nhất nghĩa không có thức ấm. Nếu trong đề nhất nghĩa có thức ấm thì khi bỏ thức ấm sẽ là đoạn diệt, bỏ pháp ấy sẽ là giải thoát. Như vậy thì trong đề nhất nghĩa có nơi để thức ấm và giải thoát đi lại, nhưng thật nghĩa không như vậy. Cho nên nói thức ấm là ngôn từ, thì nên nghĩa của giới nhập cũng thế. Thì nên vì sao nói chúng sinh chỉ là ngôn từ? Thì nam vì chỉ là hữu vi, không có chúng sinh. Nếu chúng sinh thật không có đoạn diệt giới ấm, nếu đoạn diệt giới ấm thì như hư không. Nếu không như vậy thì giống năm ấm, đều là hữu vi. Nhưng thật ra thì nghĩa không như vậy. Thì nam vì sao nói nghiệp chỉ là ngôn từ? Vì người tạo nghiệp không phải là có, không phải là không. Nếu sự tạo nghiệp là có thì người tạo nghiệp là không. Người tạo nghiệp cũng vậy, như hư không, là như ấm đều là hữu vi. Vì vậy không có người tạo nghiệp và nghiệp được tạo. Như hư không làm sao có người tạo? Vì thế không có người tạo nghiệp, không có người tạo nghiệp thì làm gì có nghiệp, cho nên nói là ngôn từ. Thì nên vì sao nói sinh chỉ là ngôn từ? Thì nên vì trong định nhất nghĩa không có sinh.
Nếu trong đề nhất nghĩa có sinh thì sinh là thường còn. Nếu thế thì sinh không phải là sinh. Lại nữa, nếu sinh có khả năng sinh thì sinh có khả năng lão não hại, rốt cuộc là ai? Cho nên nói sinh chỉ là ngôn từ. Thiện nam, vì sao nói già chỉ là ngôn từ? Thiện nam, vì trong đề nhất nghĩa không có già. Nếu trong đề nhất nghĩa không có già thì già không phải một người có. Lại nữa, nếu có già thì lúc trẻ đã có già. Nếu lúc trẻ có già thì không phải lớn mới già. Vì trẻ không già nên lúc trẻ không có già. Nếu không có già thì lấy gì gọi là già? Như vậy thì lớn không có già. Nếu nói lớn có già thì lúc trẻ đã có già. Cho nên nói là nói già chỉ là ngôn từ. Thì nên vì sao nói chết chỉ là ngôn từ? Thì nên vì trong đề nhất nghĩa không có chết. Nếu trong đề nhất nghĩa có chết thì phải là pháp chết. Nếu có thì chỉ một người có, còn người khác không chết, nhưng ai cũng chết. Về trong đề nhất nghĩa không có pháp chết. Lại nữa, chết từ đâu đến và đi về đâu? Như sự tánh của pháp chết là không vắng lặng. Cho nên nói chết chỉ là ngôn từ. Thì nay vì sao nói chết rồi lại sinh ra chỉ là ngôn từ? Thì nay về trong đề nhất nghĩa chết thì không sinh. Nếu trong đề nhất nghĩa chết rồi lại sinh ra thì chết chính là sinh, sinh chính là chết. Nếu vậy, sống chết chỉ là một. Là nữa, nếu thế thì phải có hai thân, chủ thể thác sinh, đa thọ sinh. Nếu có thọ sinh thì có năm ấm thọ sinh. Vì sao? Vì không có năm ấm thì không có thức sinh. Vì thức tâm đương các pháp thọ tưởng hành sinh ra và tồn tại. Nếu không có chỗ nương thì thức tâm không tồn tại một giây nào, nhưng nó lại tồn tại trên đời rồi thọ sinh. Ví như hạt giống sinh ra mầm, cho nên nó chết rồi lại sinh ra chỉ là ngôn từ. Thì nên vì sao nói niết bàn có được do từ bỏ mọi việc đó chỉ là ngôn từ? Thì nên vì trong đời nhất nghĩa không có niết bàn. Niết bàn là nhận biết sự vắng lặng của thế gian, mà chẳng phải chính thế gian gọi là niết bàn, cũng chẳng phải lìa thế gian mà có niết bàn. Thế gian là mộng huyễn, không phải có, không phải không, cũng không phải vừa có vừa không. Nhưng có pháp không phải có, không phải không, cũng vừa có vừa không. Đó là sinh, là diệt. Dập tắt mọi tướng của thế gian gọi là niết bàn. Như vậy, tưởng giống như giọt nắng, thọ giống như bọt nước. Như giọt nắng và bọt nước kia sinh diệt không thật, thế gian niết bàn cũng vậy. Vì vậy nói thế gian niết bàn chỉ là ngôn từ, thì Nam đã gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành có thể biết được chư Phật Như Lai ứng cùng chư biên tri, chỉ đơn vào ngôn từ mà thuyết pháp. Lại nữa, thì Nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì khéo biết về nghĩa không? 10 pháp ấy là gì? Đó là biết vô ngã, không chúng sinh, không mạng căn, không tuổi thọ, không tạo tác, không sinh diệt, không làm, không dạy dỗ, không tăng thượng, là không. Thì Nam, vì sự Bồ Tát biết vô ngã là không. Thì Nam, không tức là không phải có, không phải không. Nếu sự không ấy là có thì không chính là hữu vi. Nếu thật có thì là thường còn. Nếu không ấy không phải là không thì không chính là không phải không. Vì vậy không ấy không phải là có, không phải là không. Như thế gọi là biết vô ngã là không. Thì Nam, vì sao biết không chúng sinh là không? Thì Nam, chúng sinh không phải là không, không phải là không không. Nếu chúng sinh là không thì nghiệp sát sinh không có tội. Nếu chúng sinh là không không thì là thường còn. Nhưng vì vậy Như Lai nói chúng sinh không phải là thường, không phải là vô thường, không phải hữu vi, cũng không phải vô vi. Như thế gọi là biết chúng sinh là không. Thì Nam, vì sao biết không mạng căn là không? Thì Nam, không là không sống không chết. Vì sao? Vì mắt là không, không có ngã ngã sở. Vì sao mắt là không, không có ngã ngã sở? Vì pháp ấy không sinh diệt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân đều là không, không có ngã ngã sở. Vì sao tai, mũi, lưỡi là không, không có ngã ngã sở?
vì pháp ấy không sinh diệt. Như thế gọi là biết chúng sinh là không. Thiền nam vì sao biết không tự tọa là không? Thiền nam không thì không đếm vào tự tọa, mà âm giới nhập đều là không. Vì âm giới nhập mà chả gọi là tự tọa. Vì giải danh nên nói, nên tướng có, không ấy không thể nói được. Như thế gọi là biết không tự tọa không? Thiền nam vì sao Bồ Tát biết không tạo tác là không? Thiền nam, nếu lìa sự không thì không có một pháp nào gọi là tạo tác, và cũng không bao giờ có sự trống không là có tạo tác. Như thế gọi là biết không tạo tác là không. Thiền nam vì sao biết không sinh là không? Thiền nam vì pháp không là không sinh. Nếu pháp không sinh ấy có sinh thì không phải là không. Như vậy không sinh không ấy chính là không không. Nếu đã có không thì không có pháp không. Lại nữa, nếu sự không ấy vừa sinh thì đã không phải là không. Như thế gọi là biết không sinh là không. Thiền nam vì sao biết không diệt là không? Thiền nam, nếu pháp có sinh thì có diệt, pháp không ấy đã không có, sinh làm sao có diệt? Như thế gọi là biết không diệt là không. Thiền nam vì sao biết không tạo tác là không? Thiền nam, không tức là không phải là người khác làm ra, cũng không phải mình làm ra. Âm giới nhập đều là không, từ âm giới nhập nên có pháp không. Như thế gọi là biết không tạo tác là không. Thiền nam vì sao biết không dạy dỗ là không? Thiền nam vì trong không, không có người dạy dỗ. Làm những việc như vậy, như thế gọi là biết không dạy dỗ là không. Thiền nam vì sao biết không tăng thượng là không? Thiền nam vì trong không, không có cảnh giới. Xa lìa cảnh giới, không có tâm, ý, ý thức. Như thế gọi là biết không tăng thượng là không. Thiền nam, đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, khi biết nghĩa không. Lại nữa, thiền nam Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, sẽ có thể biết tánh không nơi đối đáp, nơi đối pháp. 10 pháp ấy là gì? Đó là các pháp vô minh, ái, nghiệp, tức, thủ, kiến, nghi, tà thủ, mạng, trào. Thiền nam vô minh có 2 công năng: phiền não chướng và sở tri chướng. Có 4 nhân: tham cõi dục, tham cõi sắc, tham cõi vô sắc, tham vô hữu. Thiền nam ái có 2 nhân: chi hữu căn bản, tư sinh căn bản. Có 4 sự tham cầu: dục sắc, vô sắc, vô hữu. Thiền nam nghiệp có 1 nhân: pháp khởi là tâm. Có 3 tướng: thân, khởi, nghiệp. Có 3 quả báo: hắc bạch, vừa hắc vừa bạch. Thiền nam tức là gì? Là 6 thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức là có 3 loại: niệm điên đảo, niệm không điên đảo, vô niệm. Thiền nam thế nào là niệm điên đảo? Niệm về có dục sắc và vô sắc. Thế nào là niệm không điên đảo? Niệm về niết bàn của tiểu thừa. Thế nào là vô niệm? Lìa hai niệm kia là vô niệm. Thế nào là lìa hai niệm kia? Niệm về pháp vô thượng của chư Phật. Thiền nam thủ có 4 nhân: dục, kiến, giới, ngã. Thế nào là kiến thủ? Kiến thủ có 2 là trí và kiến trí. Tà trí là trí hiểu biết sai lầm. Kiến trí là A-la-hán dòng kiến về niết bàn, dòng cầu niết bàn. Như vậy kiến trí là điều mà chư Phật chê trách. Thì nên thế nào là nghi? Nghi có 2: tạo chướng ngại đại thừa và chướng ngại đại chánh vị. Thế nào là nghi làm chướng ngại đại thừa? Tâm của hàng thanh văn yếu kém, kinh sợ, mong sớm chứng niết bàn theo tiểu thừa. Vì sao? Vì họ nghĩ con đường giác ngộ dài xa, có vô số hạnh khó đạt, nên cầu thanh văn thừa sớm trừ khổ não. Do vậy làm thói chuyện pháp đại thừa. Thế nào là nghi làm chướng ngại chánh vị? Vì nghi nên không chứng được chánh vị, không được quả vị trí đại thừa của Bồ Tát. Thì nên thế nào là tà thủ? Nghĩa là tu các ác hạnh bố thí để cầu quả báo, nghĩ rằng nó tu các hạnh bố thí thì giới để được quả báo an vui, thù thắng nó cõi trời người. Mọi sự mong cầu tà vậy đều là tà thủ. Thì nên thế nào là mạng? Có tâm cao thấp là mạng, người kia thua ta, ta hơn người kia. Tất cả tâm cao thấp hơn thua đều là mạng. Thì nên thế nào là trạo? Trạo có 2, sinh ra phiền não, loạn lòng. Sinh ra phiền não là phân biệt vọng tưởng, cho rằng sắc là thanh tịnh. Vì vậy thân, khẩu, ý, nghiệp đều điên đảo, nên bị các bậc thánh chê trách. Thế nào là loạn động? Tâm không an trụ trong pháp xuất thế gian, như thế gọi là trạo.
thì nên đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết tánh không của đối pháp. Lại nữa, này thì nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết dạng tiết về tánh không. 10 pháp ấy là gì? Đó là không phá hoại, không dụ động, không yêu ghét, không tu hành, chẳng phải không tu hành, không tranh chấp, không thêm bớt. Nghe nói tụ tánh của các pháp hữu vi là vắng lặng, nhẫn nhục được. Nghe hàng phàm phu không sinh một pháp, chư Phật không diệt một pháp, thì không kinh sợ. Nghe tánh thế gian niết bàn là bình đẳng, thì không kinh sợ. Nghe tánh thế gian niết bàn là bình đẳng, thì không nghi ngờ. Nghe diệu thân thường lạc và pháp thân vô tận của chư Phật, thì chân tính hội nhập sâu xa. Thì nam vì sao không phá hoại, thì có thể giảng nói được tánh không. Thì nam, người giảng nói được tánh không là vì pháp của thế gian không thể phá hoại được. Vì sao? Vì tâm không nương tựa trong tam pháp của thế gian, không lệ thuộc nơi các việc được mất, không vui buồn trước lời khen tiếng chê, không mừng hay buồn rầu trước sự ca ngợi trách cứ. Tâm không cao thấp, không yêu ghét đối với sự vui khổ, các pháp thế gian ấy không thể phá hoại được. Như thế gọi là không phá hoại được, nên có khả năng trả lời tánh không. Thì nam, vì sao biết người bị dữ động thì nói được tánh không? Thì nam, người thuyết giảng tánh không thì không chấp giữ và sẽ bỏ pháp nào, là thấy biết pháp đó là không. Người không chấp giữ và sẽ bỏ pháp là người tâm không nhiễu động nên nói được tánh không. Người nói được tánh không thì không có pháp nào để yêu ghét, không yêu ghét pháp nào thì thấy biết pháp đó là không. Nếu yêu ghét pháp nào thì Bồ Tát đó không phải là người thấy biết pháp không. Thì nam, vì sao không tu hành chẳng phải là không tu hành thì đã được tánh không? Thì nam, người nói tánh không thì không có pháp nào là không tu hành, chẳng phải là không tu hành. Vì thấy biết pháp không, tức không phải là không tu hành pháp trợ Bồ Đề. Thì nam, vì sao người không tranh chấp thì đã được tánh không? Thì nam, người nói tánh không mà tranh chấp với chúng sinh thì không phải là người thấy biết pháp không. Vì thế đối với sự tranh chấp cho Bồ Tát thấy biết tánh không nên không tranh chấp. Thì nam, vì sao Bồ Tát biết pháp không thêm bớt thì nói được tánh không? Thì nam, người nói tánh không ấy thấy biết không có pháp nào là tăng giảm. Nếu còn thấy pháp tăng giảm thì Bồ Tát đó không thấy biết tánh không. Đã thấy biết tánh không thì không thấy pháp có tăng giảm. Thì nay vì sao nghe từ thắng của pháp hữu vi là vắng lặng mà tâm an ổn nhẫn chịu thì nói được tánh không? Thì nam, người nói tánh không thì không thấy pháp nào là sinh diệt. Thì nam, vì sao nghe phạm phu không sinh một pháp, chư Phật không diệt một pháp mà không kinh sợ thì nói được tánh không? Thì nam, người nói tánh không thì không có tâm niệm đây là phạm phu, đây là chư Phật. Biết tướng của phạm phu và chư Phật là bình đẳng. Nếu thấy pháp thế gian thấp kém, pháp Phật thù thắng, thì Bồ Tát đó không thấy biết tánh không. Nó nghe phàm phu không sinh một pháp, thì chính phàm phu là không. Nếu nghe chư Phật không diệt độ một pháp, thì chính chư Phật là không. Thì nên vì sao nghe thánh thế gian niết bàn từ bình đẳng mà không nghi ngờ nói được tánh không? Thì nên nếu thấy ngoài thánh thế gian có tánh niết bàn thì Bồ Tát đó không thấy tánh không. Biết tánh chân như của thế gian và niết bàn chỉ là một tướng, tức là tánh vô vi, và biết tướng của nó bình đẳng không cao thấp nên không nghi ngờ lo sợ. Thì nay vì sao nghe nói diệu thân thường lạc và pháp thân vô tận của chư Phật mà chánh tính hội nhập sâu xa tánh được tánh không? Thì nam, nếu nghĩ thân chư Phật Như Lai diệt mất thì Bồ Tát đó không thấy biết tánh không. Vì sao? Vì thân chư Phật Như Lai là thân chân như rỗng lặng, chẳng phải thân đầy khắp trần phiền não và tùy phiền não. Như vậy gọi là nghe nói về thân thường diệu của Như Lai và pháp thân vô tận để có thể nói giờ không. Thì nên đây gọi là Bồ Tát biết nghe, biết và nghe nói về diệu thân thường lạc, pháp thân vô tận của chư Phật Như Lai để chánh tính thể nhập có thể nói giờ không. Thì nên đây gọi là Đại Bồ Tát thể nhập 10 pháp, 8 pháp hành để biết rõ và có khả năng giải nói gì không. Phật thuyết pháp tập kinh quyển 1.